tàu nè anh em, nhìn tàu sợ quá. Tàu của anh đó, anh mà anh sáu á, anh sáu mà có chữ ở trước là tàu 6BIDW á, tàu của anh 6BIDW. Đây là cũng là xuồng của anh 6BIDW luôn. Đây là rất nhiều anh em là yêu cầu, ủa sao mà quay ghê người ta biết quay ghê mình. Sự thì mình đâu có ghê là mình quay. Quay ghê anh em làm gì có ghê để quay. Có kỹ một bác đây núp trong ghê chụp đây kìa. Thấy ghê mình cho nó mất. Hết, hợp cái sai. Đó, mình quay với ghê nhỏ nhỏ gỡ tầm này là mình làm quý dầu. Ghê mình gỡ tầm nhỏ hơn này chút nữa. Đó, cho anh em xem. À, bữa nay mình cùng với mấy người anh em giang hồ đây đi vô thăm bán đảo Cam Ranh, một trong những cái quỳnh biển mà gọi là tốt nhất thế giới. Khu quân sự rất là an ninh. Mình quay quanh trong cái khu vực bán đảo Cam Ranh cho anh em xem. Có rất nhiều là tàu thuyền đang neo đậu. Anh em lưới rút đêm hôm làm gần cái khu vực này cho nên là ban ngày là ghé vô bán đảo Cam Ranh để tham quan. Tàu mình quay tàu sắt cho anh em xem. Đây người anh em giang hồ nè. Hôm nay một người anh em giang hồ đang cầm dâm nữa, cầm đeo sao băng cầm dâm. Cầm dầm mới gớm nha. Tàu sắt nè anh em, gớm không? Rồi, nhìn nó to. Bây giờ mình quay cái khu vực mà anh em mình đang tiến vào đây. Còn với vài anh em này vô trong bờ để tham quan. Khu quân sự đó. Đây có một cái đồn, cái bốt của khu quân sự của Hải quân Việt Nam đóng tại bán đảo Cam Ranh nha anh em. Khu vực anh em mình vào bờ đây là khu vực cho phép tàu thuyền của ngư dân neo đậu và anh em được phép hoạt động. Mình cũng vừa quay mà cũng vừa đi vào những cái khu vực không thuộc là khu vực cấm của quân sự nha anh em. Đây có mấy cái lồng bè nuôi tôm hùm của bà con ngư dân của đảo Quỳnh Ba nè. Đảo Quỳnh Ba thì khoảng cỡ 3 năm trước thì du lịch nó phát triển mạnh hơn bây giờ. Sau cái đợt dịch Covid thì nó lắng xuống rất là nhiều. Bây giờ thì chắc là tình hình đổ nợ như bạc 10, như bạc 15 trong này chắc cũng nhiều. Ồ, lạng nhờ, mà thúng của bên Quốc Đại vậy? Không phải nè. Thúng xanh của Quốc Đại á. Không. Quốc Đại không có cái màu đó. Quốc Đại màu kia. Còn đâu của bên ông Minh Lâm. Mình đang quay bằng điện thoại iPhone 8 nha anh em. Quay bằng điện thoại iPhone thì cái tầm zoom xe thì nó zoom không có được. Nhưng mà cái máy iPhone thì nó quay được... cái chất lượng HDR thì nó quay 1920 với 1080 thì nó đẹp hơn so với các cái camera bình thường. Mình quay không mà được 1080, chỉ quay được 720 thôi cho nên là chất lượng nó không có được đẹp. Đây có một vài anh em vào bờ trước đang lặn nè anh em. Kia là một ngư dân thủy thủ bắt ốc á. Được nhiều quá đại kia. Có gì không? Review ổng cái đoạn phỏng vấn ổng một tí đi. Thì đây một người anh em cũng khai thác cái ngành biển với mình. Những cái thời gian rảnh thì anh em cũng lên ghé trên đảo chơi, cũng lặn ốc rồi á. Chủ yếu trên tinh thần đi cho vui, lên bờ giải trí gì thôi. Vui là chính. Bắt ốc nhiều càng vui hơn nữa. Review ông hợp táo ông cái.
xuống xuống được cái nhà bác Phong Dương cho mình xuống. Nãy giờ lặn cá với ông anh câu được mấy con cá vậy? Câu được mấy con cá với là hái một cây xài. Mình xin phép anh mình xin trái thiệt ngon, ngon nhất ở trong cái đám này. Ồ, xài ông hái đâu vậy? Xài chín luôn à, xài chín nha anh em. Lấy gì tôi hái. Này trong này có xài sống, xài chín. À, trái ăn. Ủa trang trái mà sao nó cầm tay nhiều dữ ta? Trái cầm tay trái nhưng mà bèn hư mà. Đó. Đây quay một người anh hồi nãy giờ đang lặn biển. Đây là một người rất là chuyên và nói chung là đại dương. Đại dương. Này ăn trái xài này nha anh em. Trái xài mới xin được của ông anh, ổng qua bờ trước ổng hái nè. Trên này thì cũng có một vài cây xài của thiên nhiên á, ăn ngon á. Đây. Xài đẻ không? Giờ bấm lấy nét cho anh em xem. Xài tuyệt vời. Ăn để xài hết. Xài ngọt đẻ. Xài thì trái nhỏ nhỏ giống xài véo rồi ta. Mà nó không đâu phải xài véo đúng không anh? Đi xài núi thôi chưa? Núi quéo này chua. Đẹp quá. Xà anh hái chỗ nào à? Chỉ cây tụi em lên hái phụ ít trái rồi. Ủa cái thằng rẫy của nó à? Ông nói ai hái đem xuống rẫy của nó chứ không phải cây xài ông hái. Đi lên hỏi mấy người đây thử chỗ nào có cây xài hai trộm. Xài hái đâu lên xin ít. Đây mình đang đi vào trong khu vực của vườn xoài của các cái, một vài cái hộ dân mà họ xí trên cái khu vực này nè, gọi là ra đây sinh sống á. Mình cũng đây là cây ổ mai không phải cái xài. Không làm gì. Nó bộ hết chuyện không? Bà cây xài chỗ nào mà ban nem hít đồ nó hái nhiều dữ vậy? Có bi không? Quên. À đây đây cái bi đỡ bả điện thoại nè. Đây cây xoài nè anh em đó, trái nói chung cũng lưa thưa lá nó rụng hết không còn. Nói chung là nhiều anh em vào đây cũng hái nên là trái nó không còn nhiều đó. Quay cây xài nha, xài chứ không phải cây xoài. Xài cho anh em xem mấy trái này nó không có nở giống như xài ở nhà mình, nó nhỏ bằng cái ly to bằng cái ly uống rượu vậy đó, ly uống nước tè vậy đó. Đây xài rụng nè, mình mới là một trái xài rụng mình ăn nè đó, xài rụng nè. Kia có một người anh em giang hồ đang hái xoài, còn mình là mình lợm coi trái nào chín mà vừa mới rụng gần đây mình lợm. Ngọt lắm. Em lợm. Cây gì nhất đây, mấy ổng đi quanh má mình hái cây đây không? Cây đây mình hái mình ăn hết luôn rồi chứ. Thôi chơi nữa này.
hay nhiều luôn nha. Đây nè anh em, nghe chỗ đây quá nhiều xoài luôn nè. Không có lá nhưng mà trái không à. Đó, trái nhỏ nhỏ bi 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 vậy. Lên khúc đi tôi hái cho hết luôn, ra luôn. Đây bây giờ hù hù đi. À. Đó, xoài. Gốc thì cũng gọi là to vừa thôi, cây xoài này cũng dạng người ta nộp trồng nhưng cũng phải từ một to vừa thôi, nó cũng phải quá to. Đó, mình quay xuống cái khu vực ở phía bên dưới có người dân trồng lấy nước. Nước được chuyển bằng các cái đường ống dồn về các cái phi. Ở những cái chỗ nào mà có cây thì người ta đặt một cái phi bơm về đó, tới lúc đi tưới cây thì họ lấy lại ngay chỗ cái phi á, họ múc nước họ tưới. Đó, phía bên này cũng nhiều trái lắm. Bây giờ mình chắc là mình ngắt máy quay, mình trèo lên mình hái phụ với người anh em giang hồ kia. Thôi quay luôn đi. Phụ đi ra phụ đây đâu. Đây đây bật rồi. Người anh em nói mới hái sơ sơ đây bật rồi. Cái này thực sự là giờ lên cây thì thấy nó không có nhiều, nhưng mà nếu mà hái là phải cái khay á, khay đựng ké á, hái nó hái cả chục ký nè, mà hái con bịch này hơn ký nè, đỡ hái bỏ 2 tuổi đi nữa chứ xài thì ngon mà ruột nó ít mà. Đó, phía bên này nhiều trái lắm anh em, trái quá trời nè. Vô kiến đỏ. Vô kiến đỏ trắng. Kiến đỏ bò lên mới trắng mới phát đâu á. Vầy nước ở trong cái khu bãi này nè, đẹp không? Người anh em giang hồ đang ngồi ở trong cái khu bán đảo Cam Ranh anh nè. Này là mình đã đặt chân lên cái đảo Bình Ba rồi. Kia là có anh Tý Trần giang hồ gốc của Đan Ngư đó. Đang lặn ha, lặn bắt ốc đó. Đó iPhone không có chế độ chống rung, cầm cái tay rung dài và chừng video nó bớt rung. Đây quay ra bên ngoài mấy cái tàu thuyền lúc nãy, cảnh đẹp quá, xíu nữa chắc tắm phát mới được. Nhờn hon nó không có tắm đó, cầm dùm điện thoại mình tắm, cảnh đẹp quá. Đó, cảnh biển đẹp. Mình quay rất nhiều video, cũng có một số video hấp dẫn, biết là nhiều anh chị bạn chúng ta vô xem nhiều. Một vài video thì mình cũng quay về tiêu đề cuộc sống của anh em đi làm, hoặc là những cái cảnh mà nói chung là nó nhàn nhã như thế này. Thì nói chung là mình biết là có ít cái lượt xem hơn, nhưng mà cái kênh của mình giống như là một cái nơi lưu trữ lại cái cuộc sống đi làm sinh hoạt của tất cả anh em, nên mình mục đích lưu lại những cái khoảnh khắc đó thôi. Chứ kênh của mình thực ra cũng không phải làm gì mục đích thương mại kiếm tiền hay là những cái mục đích quảng cáo gì khác. Có rất nhiều những anh chị hỏi kênh của mình để quảng cáo gì ngư lưới cụ hay là máy móc trang thiết bị, nhưng mà mình cũng chưa nhận, bởi vì mình không có ra cái video thường xuyên đó anh em. Có những lúc mình bận mình phải làm rồi mua bán, cho nên là mình không có ra video tần suất thường xuyên được. Những cái kênh khác thì họ ra cái tần suất nó thường xuyên hơn, họ chỉ chuyên đi quay thôi. Nói chung là những người chuyên đi quay là những người nọ, họ thứ nhất là họ chỉ đi tìm hiểu về biển, chứ họ thật sự là không rành về biển. Họ chỉ quay lại những cái khoảnh khắc đẹp, những cái thước phim đẹp, những cái cảnh sinh hoạt đẹp. Thì đó là họ làm mục đích quảng cáo, mục đích du lịch thì phù hợp hơn. Chứ còn một cái người mà quay cái sự chuyên sâu về biển thì nói chung là họ không có em hiểu hết được. Họ vừa quay vừa tìm hiểu. Chứ còn mình thì nói chung là
không phải là kinh nghiệm lâu năm so với những anh em khai thác khác, nhưng mà mình lớn lên ở biển và làm cái nghề này từ nhỏ tới giờ, cho nên là những cái kiến thức về biển, về đánh bắt hay là về những cái khu vực khai thác, về những cái ngành nghề, những cái về ngư lưới cụ hoặc là cái máy móc trang thiết bị về dò tìm cá hay trang thiết bị về nghe ngóng này kia thì mình sẽ rành hơn những anh em khác. Thì cái đó là mình bày tỏ thực sự luôn. Những anh em khác là những anh em cùng làm những cái kênh về biển như thế này, chứ không phải là những anh em mà làm về biển. Có những người thì họ rành, họ giỏi hơn mình nhưng mà họ không có làm ha. Còn mình thì mình rảnh lắm, mình hay lấy máy mình quay lại ha. Quay lại mình biết gì thì mình nói rành hơn, thì theo kiểu là hơn những người mà họ không làm về biển, hơn những người họ ít biết, thì mình sẽ lột tả được các cái thước phim chân thật cho anh em xem. Còn một người không để không rành về biển rồi thì đi quay cảnh biển thì chỉ quay đẹp thôi, chứ còn mà nói gì có con nghe nè, quay cho anh em xem nó có nghe đẹp lắm. Để đây phải lậu sát bên nó là quay đẹp cho anh em xem, nhưng mà thật sự làm biếng. Giờ lậu hết nổ, mới nãy trèo lên bụi xài mệt, kiếm vàng nè cắn. Anh Tý đang làng biển á. Video này chắc chắn là nó không hay, nhưng mà nó hơi bị dài rồi nha. Anh em nào xem video thì chịu khó xem hết video cho nó vui. Còn quay những cảnh đánh bắt hay khai thác cá thì nói chung là nó hấp dẫn thiệt, nhưng mà quay cái đó hoài nó cũng nhàm. Bởi vì cuộc sống mình thì đâu phải là chỉ có những cái đó, có những giây phút thư giãn, thoải mái, sinh hoạt, mình cũng trở về với cái bản năng riêng tư của mình, thoải mái, tự do. Đâu phải đi làm cho người ta hoài rồi theo cái khuôn khổ của người ta nó mệt. Nên là bây giờ là những anh em cái giờ giấc nó không có lao động thì mình thoải mái, mình sinh hoạt những cái phút riêng tư của mình nè. Hình như là có một nhóm của những anh em khác đang vào nữa. Đây có một con thuyền thúng á, thuyền thúng của anh màu xanh lá cây đang quẩy vào tập đoàn tới 6-7 thành viên á. Quay giùm xe quá, nó vỡ ảnh, nó nhè, nó không đẹp. Giờ mình kéo gần lại, cảnh nó hơi xe nhưng mà nó đẹp phim hơn. Nước biển trong xanh luôn, cát trắng vàng, sóc rách. Em nằm sủa tóc, đẹp quá. Là một điếu thuốc gần quá gần cái máy nó lấy nét, lấy nét xe nó chưa. Là một điếu thuốc thương hiệu Co Táp, cho nó ấm lòng anh em tình dân biển. Đây mình quay cái bàn chân nuột nè của mình. Cũng xin phép anh em là mình quay tới cái khu vực quần đùi. Ít khi mà mình quay trên quần đùi, với là cái bản mặt của mình vào trong những thước phim lắm. Bởi vì mình xấu, mình không có cái nhan sắc mà gọi là mỹ miều. Yo, ngầu cấn biết đâu hết. Wow, ngầu cấn đít giờ trở lại phía bên đây đâu phải không? Trong kia đó có một thuyền thúng chở những anh em giang hồ khác. Ghe này mình dung dúng ghe này nó nhỏ hơn. Hai phần ghe này à. Xin chào anh em nha, xin kết thúc video tại đây nha anh em ơi.